Chào mừng anh em đến với bản tin ngày 6 tháng 9 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Bước vào trận đấu, Croatia dù là đội phải thi đấu trên sân khách và bị đánh giá yếu hơn, nhưng lại là những người nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, sức ép của những nhà đương kim vô địch rốt cuộc cũng giúp họ cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 40, João Cancelo có pha đi bóng và dứt điểm từ xa đẳng cấp. Thủ môn Livakovic bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Phút 58, sau pha lên bóng bên cánh trái, Guerrero truyền thuận lợi cho Jota thoát xuống trước khi vượt qua hai hậu vệ của Croatia và đánh bại Livakovic bằng cú sút vào góc xa. Đến phút 70, Bernardo Silva lại là người thực hiện từng kiến tạo cho João Felix để Ronaldo đệ nhị tung ra cú nã đại bác hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, khiến cho thủ môn Livakovic dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá. Những nỗ lực của Croatia chỉ được đền đáp bằng bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên. Sau sai lầm của hậu vệ Cancelo, bóng được truyền tới chân của Petkovic để cầu thủ này dứt điểm cận thành, đánh bại thủ thành Lopez. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài quá lâu. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Andre Silva ghi thêm một bàn thắng nữa, qua đó ấn định tỷ số 4-1 cho đội chủ nhà. Thụy Điển thua 0-1 trước Pháp, Đan Mạch thua 0-2 trước Bỉ và Iceland thua 0-1 trước Anh. Rakitic mới chia tay Barca sau quãng thời gian 6 năm gắn bó và giờ đây có thể tự do nói về những năm tháng có mặt tại đội bóng xứ Catalonia mà không bị gò bó về bất cứ điều gì. Hầu hết những gì anh ấy nói ra đều là sự phản ánh tích cực về quãng thời gian ở câu lạc bộ, giành danh hiệu, thống trị thế giới bóng đá và một cái kết kỳ lạ. Rakitic đã nói về một số kết thúc kỳ lạ trong tuần này, đặc biệt là tập trung vào một số quyết định mà cá nhân mình không thể hiểu nổi vào thời điểm đó. Đã đến lúc tôi phải rời Barcelona, tôi sẽ trở về Sevilla với sự phấn khích và tôi mong được bắt đầu và giúp đỡ đội bóng. Cầu thủ người Croatia cũng được hỏi về mối quan hệ của mình với thủ quân Lionel Messi và liệu có biết về yêu cầu ra đi của anh ấy hay không. Messi và tôi không phải là bạn thân nhưng chúng tôi luôn hòa thuận. Anh ấy không nói chuyện với tôi về sự ra đi của mình. Tôi đã tìm hiểu trên báo chí. Đã có những thắc mắc về việc tiền vệ Arturo Vidal được ưu ái sử dụng ở mùa giải trước hơn. Do có mối quan hệ tốt cùng với Messi cũng nhận được sự đồng tình của Rakitic. Tôi luôn sẵn sàng thi đấu và những quyết định được đưa ra mà tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi đã đồng hành cùng họ vì đội bóng. ESPN đưa tin, huấn luyện viên Ronald Koeman đã không cho Luis Suarez và Arturo Vidal tập cùng đội hình chính của Barcelona. Cả hai phải tập ở khu vực khác cùng với huấn luyện viên thể lực riêng. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Suarez đồng ý điều khoản cá nhân để gia nhập Juventus. Tiền đạo người Uruguay đã nhận mức lương 9 triệu euro mỗi năm với nhà đương kim vô địch Serie A. Trong khi đó, Vidal chuẩn bị được Barca giải phóng hợp đồng để đầu quân cho Inter Milan. Trên trang cá nhân, Suarez chia sẻ khoảnh khắc tập luyện tích cực cùng khẩu hiệu chuyên nghiệp. Tiền đạo người Uruguay như muốn khẳng định sẽ làm việc nghiêm túc cho đến khi có thông tin chính thức về việc anh rời sân Camp Nou. Suarez ghi 198 bàn sau 283 lần ra sân. Anh là chân sút vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Barcelona. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Liverpool đã bị huấn luyện viên Koeman gạt khỏi kế hoạch chỉ bằng một cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy một phút. Liverpool có màn rà soát lực lượng cuối cùng thi đấu giao hữu với Blackpool trước khi tham dự Ngoại hạng Anh vào cuối tuần tới. Ngay phút 15, Hamilton đi bóng khéo léo qua hậu vệ trẻ Hoever của Liverpool trước khi dứt điểm đầy uy lực ở góc hẹp làm bó tay thủ thành Alisson, mở tỷ số 1-0 cho Blackpool. Trong lúc Liverpool còn chưa biết làm sao để xuyên thủng mảnh lưới đối phương thì họ lại để thua bàn thứ hai. Lần này lỗi thuộc về Alisson với pha phạm lỗi với Hamilton trong vòng cấm. Phạt đền cho Blackpool và Jess đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0. Mãi tới phút 43, trung vệ Matip mới đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Liverpool sau pha kiến tạo của Milner bên cánh phải. Phút 52, Mane ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho Liverpool sau tình huống dứt điểm ở cự ly gần. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu bởi vì sau đó hàng thủ Blackpool liên tục bị tra tấn. Liverpool lần lượt có thêm 5 bàn thắng khác nhờ công của Firmino phút 54, Elliot phút 69, Minamino phút 71, Origi phút 85 và Van den Beek phút 88 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước Blackpool. Thắng trận 7-2, Liverpool có sự chuẩn bị hoàn hảo cho màn tiếp đón Leeds United ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2020-2021 vào ngày 12 tháng 9. Cách đây ít ngày, nguồn tin từ Marca cho biết Real mong muốn để Diaz sang Benfica trong mùa giải sau theo dạng cho mượn. Hai bên được cho là đã đạt thỏa thuận, song mọi chuyện vẫn còn phụ thuộc vào bản thân cầu thủ sinh năm 1993. Theo những thông tin mới nhất từ AS, thì Diaz đã nói không với việc thi đấu cho Benfica trong mùa giải tới, bất chấp lúc này bản thân không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane. Người hâm mộ PSG đang trải qua chuỗi ngày u ám, đội ngũ y tế Le Parisien đã xác nhận rằng có 6 trường hợp dương tính với Covid-19 đang xuất hiện ở Parc des Princes. Danh sách này bao gồm có Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas, Mauro Icardi và Leandro Paredes. Tất cả đã cùng nhau đi nghỉ mát ở đảo Ibiza sau khi mùa giải khép lại.
Trong danh sách này, Mauro Icardi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tiền đạo 27 tuổi đã tiếp xúc với rất nhiều người kể từ khi bắt đầu chuyến đi đến Ibiza. Wanda Nara cùng 5 người con cũng đã ở bên cựu sao của Inter Milan. Sau đó, Mauro Icardi còn đến dự tiệc sinh nhật của thủ môn Sergio Rico. Hiện tại, Wanda Nara đang âm tính với virus corona. Tuy nhiên, hai người con chung của cô với chồng cũ Maxi Lopez là Valentino và Benedicto đã nhiễm Covid-19. Điều đó khiến cho cựu tiền đạo Sampdoria cảm thấy tức giận. Trong chương trình Los Angeles de la Manana, Maxi Lopez đã không ngần ngại buông lời chỉ trích. Tôi rất tức giận, cô ấy là một người phụ nữ vô ý thức. Hai con trai của tôi đã dương tính với Covid-19 vì Wanda. Tôi đã nói Wanda đừng đến Ibiza, mọi người ở đó đều bị nhiễm virus. Nhưng cô ấy đã phớt lờ, nếu cô ấy không hiểu sự nguy hiểm đang tồn tại ở đó thì còn ai có thể hiểu.